Hi, welcome back to my channel. Starts here go. Chuẩn quét hồ rồi chứ. Wow. Oh my god. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Horror Cloud. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tìm bắt đầu. Trước mắt thì mình sẽ cho chậm, chậm tốc độ chuột. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm cách để cứu người và tiêu diệt gã hề. Tiếng chân của ông ta. Một quận phi. Ta đang trên tầng 2 chứ không phải là gần đây. Mình còn thiếu một thứ nữa. Fish us, ok. Cứu anh chàng này là một con quái vật. Khi cứu anh chàng này thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện Liberty K. Crowbar 5944. Ok. Ok.
2513. Thì mình sẽ chuyển sang tập thứ ba. Game, mình sẽ vào phòng game đi. Trong tập này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 5 chiếc chìa khóa. Oh man, chìa khóa thứ hai. Rồi, và tiếp tục tìm kiếm tiếp. Biết đâu vào trong này lại có vài chiếc chìa khóa nữa thì sao? Đây là một tượng ông già gì đây? Chiếc chìa khóa thứ ba. Oh my god! Wow, what the hell? Oh my god. Nhìn ông ta bị bắt luôn được với giỏi chứ. Rồi, và tự nhiên thứ tư. My ticking tone will run. Okay.
cho anh chàng này ra bã luôn. Ok. Meeting, it group ba. Let's go. Daniel, wake up. It's time. Daniel, wake up. Oh my God. Daniel, finally you woke up. It's hurry. I've been trying to contact you for a long time, but there is no way. Sao cái tiếng nhạc khá là to. Hiện tại thì mình đã bị bắt ở đây và phải làm cách nào đó để mở ra. Ok. Well done. Now get out of the window and cross over to the next cell. From there, you'll have a different perspective. Maybe you can even open the door to your cell. Who knows? Remember that your body is visible to others.
one. Boost one, boost one. Boost one. Mình phải tìm bánh cửa, boost one. Thì nãy mình dùng cái này. Không có gì đây. Chiếc chìa khóa này để làm gì? Carefully, now that you have managed to escape from the prison, our counterattack begins. This train is one of the major strongholds of the X-Corp. If you finish with it, we will deal them a hard blow. Đây là một tựa game giải mã các bạn nhé. Các bạn sẽ phải tẩu thoát ra khỏi con tàu này. Để đi sang bên đây à. Đó, và các bạn sẽ phải giải mã được cái này. Cũng rất là khoai nhá. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Wow, wow, let's go. Life scary. Oh my gosh. Đang ở đâu đây? Không biết đi hướng nào là hướng chuẩn đây. Ờ, đi lên trên này xem. Cái này không vào được. Xem như thế nào. Không vào được cánh cửa. Đây là cánh cửa tầng 1. Cái này nó như kiểu là một mê cung. Một mê cung không lối thoát. À, kia có một anh chàng gì đó. Mình sẽ thử để anh chàng đó xem. Nhưng mà mình đã không vào từng căn phòng một. What's up? Căn phòng này cũng không mở được. Tìm anh chàng đó xem. Tù, xem anh chàng nó đang đâu. Tại sao mình đi vòng quanh mà lại không thấy anh ta? Trên tầng 2 nhưng ở ra bên kia chứ không phải ở nhà bên này à.
Đây rồi. Hay là các bạn sẽ phải chạy thoát khỏi ông ta, tránh bị ông ta xuất hiện và bắt các bạn. Đúng không? Oh man, có thể là như thế bởi vì cái này không có lối thoát luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ice Cream 4. Ta đi đâu và mình sẽ chuyển sang game cuối cùng, Far Cry Freddy's 4. Và từ game này các bạn sẽ phải coi nha, làm sao để tránh những con gấu sẽ vào ngôi nhà các bạn và vào như trên chiếc giường các bạn đây. Khi con gấu vào đủ trên chiếc giường các bạn, nó tầm khoảng từ 4 đến 5 con, lúc đó thì các bạn sẽ bị nó cắn và tiêu diệt. Đây là con gấu bông của các bạn. Rồi, và để những con gấu này không vào được ngôi nhà các bạn thì các bạn sẽ phải vào ấn từng cánh cửa một, và khi đó thì các bạn sẽ bật đèn flash, sau đó thì sẽ đóng cửa, lúc đó thì con gấu nó sẽ không làm gì các bạn. Đây, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đóng cửa và đèn flash. Và tiếp tục. Thường thì con gấu sẽ xuất hiện trong vòng từ 3 cho đến 4 giờ và nhất là nhiều nhất là 3 giờ. Vậy có khi đến 3 giờ các bạn sẽ phải càng coi càng nhanh càng tốt và tránh tình trạng các bạn sẽ phải dừng một lúc gì đó hoặc các bạn sẽ kiểm tra trên giường. Các bạn không cần kiểm tra giường. Đến khi nào mà các bạn cảm thấy an toàn, lúc đó các bạn mới xem giường có những con nào không. Còn nếu không thì các bạn cứ như thế này thôi để
đến tận 4 giờ 5 giờ cho đến khi các bạn hoàn thành được tập cơ này. Còn tầm từ 1 giờ thì các bạn kiểm tra đường thở mãi không bao giờ có con gì cả. Nên tầm 3 đến 4 giờ thường thường sẽ có ít nhất 1 đến 2 con và sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.